Ok, hai cái nhà cho một cái nhà quay trở lại cái series game về Pokemon Go. Là mình đây tôi Trần. À, mới đi đám cưới với nhà. À, bây giờ thì mới được tham gia Go Fest ngày thứ bảy luôn. khá là chậm các bạn. Bây giờ là 3 giờ kém 15 rồi. Wow, thì mình mới bắt đầu đi. Hồi sáng thì mình có đánh một ít Necroma cả nhà. Nhưng mà không được Sandy. Thì bây giờ thì mình sẽ đi săn Sandy nha, săn Sandy. Sau đó mình sẽ làm nhiệm vụ kiếm Masadao cả nhà, nó cho bộ nhiệm vụ kiếm Masadao rồi. Ok, let's go cả nhà. Rồi, bé đầu tiên cả nhà. Vô. mình uống nước đá nên là cái giọng nó hơi đổi xíu. Rồi, bắt đầu nào. Ok, có Sunny không đây? Hy vọng là có Sunny nha. Hy vọng là có Sunny cả nhà. Hai một không bốn này. Hai một. Ui, 2058 cả nhà ơi. đáy xã hội rồi. Ok, có Sunny không? Đó, đây này có bóng beach này là ném khá là đã luôn cả nhà. Ném 99% là vào. Sunny. Không Sunny rồi. mình có một bạn hồi sáng mình có săn được một bạn 96 với lại hai bạn này rồi cả nhà. Bây giờ đi tìm Sandy hơi khó rồi. Được mới hồi sáng săn được 4 thẻ thôi. Rồi bắt ngay cho nó, mình chuyển qua đi tìm một bạn khác nha. Ok. Cái này là ném dưới thôi các bạn, dưới là đủ rồi. Excellent. Vào. Bóng này là bao Hundo luôn cả nhà. Hundo là 100% vào luôn. Khỏi lo ha. Không nền, không gì cả. Hay sao? Ok, chúng ta cùng tìm Necroma thứ tiếp theo nha. Ok, đây mình thấy rồi, mình thấy một bạn rồi này. Nó sẽ đi qua hướng bên này. Tìm. Yes. Cái nhiệm vụ Masadao cả nhà mình làm tới bước 2 này. Thì mình sẽ claim reward. Đó là cặp Sunny nha. Rồi bắt nào. Sau đó thì mình có xem qua đó là tới cái nhiệm vụ ấp trứng cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi ấp trứng các bạn, ấp 2 cái trứng 2 km. Mùa mà bây giờ sao ấp trứng đây ta. Đây sẽ xem. Đây claim reward cả nhà. 2 bốc phim. Rồi tiếp tục. Đây áp hai cái trứng các bạn. Tiếp theo là spin 10 Pokestop và gym. Sau đó là and 2 cái đi. Khi mà chúng ta giảm bớt đi đi. Ok. Rồi bây giờ phải đi bộ các bạn. Mà bây giờ là 3:30 rồi. Bây giờ mình để xe và mình sẽ đi bộ áp trứng cho nó xong cái nhiệm vụ này. 3/6. Đây là bộ nhiệm vụ đặc biệt cả nhà, cho nên là chắc chắn 100% thì chúng ta có thể làm bất cứ khi nào cũng được. thôi cố gắng làm trong 2 ngày Go Fest nha. Ok. Rồi bạn Necroma thứ hai cái nhà. Let's go. lâu quá, đợt này mình đi trễ cho nên là cái lúc pin nó hơi lâu cả nhà, tới 1000 mấy luôn. Rồi khá là lâu đó các bạn. Đợi một cặp tầm khoảng 10 phút, 50 phút gì đó mà thì mới lốp xong rồi cả nhà. Bao nhiêu? Ui da, 2080 chắc tầm khoảng 91. 91 đến 93 cả nhà, 91 đến 93 nha. Ok, nếu mà ra xem đây đi này cũng hợp lý này. The big one. Yes. Ok. Yo. Sunny. Sunny. Yeah. Không Sunny cả nhà ơi. Rồi, ném nào. Mình ném một tay cái nhà, cái này nó hơi hơi khó một xíu. Ném. Ui sao quá. Ok, đợi một xíu nha. Đây. Ok. Vào nào. Rồi. Bóng này là easy luôn cả nhà ơi. Easy. Không này. 89 cả nhà, 89 rồi. Ok, một thanh niên 89. Rồi hack right rồi cả nhà ơi. Xong luôn. Ôi cái nhà, cái chỗ này nhiều nhiều Pokemon luôn cả nhà. Chấm Sunny nè. Charmander không Sunny cả nhà. Cosmo không Sunny. Ui bắt luôn nha, bắt luôn.
vừa cầm máy vừa cầm máy vừa quay vừa chơi, nên là bắt một tay cái nè, không lấy máy xịn được. Ok, vào luôn này. Rồi bao nhiêu? Tiếp theo chấm tiếp nha, chấm Dragonite. Dragonite chứ nhầm. Dragonite bậc 2 luôn kìa, cấp 2 luôn kìa cả nhà. Đây, thanh niên. Ui, không có màu hồng cả nhà. Ô tự tính ra luôn các bạn, cho nên mình bắt luôn nha. Rồi xong chạy luôn rồi. Ok, không có shiny. Excellent. Ok, vào. Rồi. Chấm tiếp nữa các nhà. Cái này mình bắt kiếm kệ các bạn, cái tiếng hóa Dragonite các nhà. Excellent, yes. Tiếp tục nào. Charmander. Nó sai đấy. Bạn này chấm chưa ta? Bạn bên cạnh chấm chưa ta? Rồi, chấm rồi cả nhà. Từ đầu buổi giờ mình đi chấm chưa được Sunny ngồi tự nhiên luôn cả nhà. Mấy vì sao chưa được Sunny ngồi tự nhiên luôn. Oh my god. Ở trong này nó ra lại boss rồi cả nhà. Hai boss luôn này. Ok. Bạn này như chấm rồi này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ lốp và chúng ta đánh tiếp Necroma nha. Mình lốp xong rồi mình đánh tiếp bạn thứ ba rồi cả nhà. Chúng ta cùng xem được Sandy không đây, hy vọng là mình sẽ được Sandy cả nhà ơi. Cũng khá là nhiều raid rồi cả nhà, được khoảng 10 raid rồi cả nhà. Nếu mà 2104 là tuyệt vời, lúc 278. Ok, chúng ta cùng xem nào. CDD. Thường cái game này chơi mình nói mà trong ngóng là nó sẽ không ra các bạn. Đó, trong ngóng nó sẽ không ra. Not shiny. Trời ơi, không shiny luôn. Rồi có này luôn. EV bao nhiêu? Chúng ta sẽ có được EV 89 cái nhà, 89. Như vậy thì mình đã có Necro. Ok, mình đã sang được bao nhiêu ta? Ở đây 3, 6, 9, 10 con rồi cả nhà, 10 con rồi vẫn không có shiny. Ok, tiếp tục sang tiếp nha. Đi lốt tiếp cả nhà, lốt từ đây tới 6 giờ. Ok, tiếp tục sang tiếp cả nhà, khi nào có shiny thì thôi. Ok, let's go. Ok, sau khi mà sang được 3 bạn bot thì mình bằng việc cả nhà và mình chạy về. Rồi thì về xong rồi cái ăn uống rồi xong bật máy lên quay tiếp mình đây cả nhà. Ok, thì như vậy thì hồi nãy thì mình có đi xung quanh cái chỗ mình đánh thêm X-Ray nữa cả nhà. Rất là tiếc là vẫn không có Sunny luôn. Oh my. Này, cả nhà xem này, Necro. Đây. Tính từ ngày hôm nay nha, tính từ ngày hôm nay là bắt đầu từ cái con này. Necro Background 87. Đó là ngày 13 tháng 7 cả nhà này. Đó. 13 tháng 7. Hôm kia mình có xin được hào tặng một bạn có cái hình nền Necro của New York rất là đẹp cả nhà. Ok, cảm ơn Hào rất là nhiều nha. Rồi, thì tính từ cái bạn này là 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Ồ, 19 con rồi vẫn chưa có Sunny cả nhà. Thấy mấy bạn tầm khoảng 2-3 bạn đầu là đã có Sunny rồi cả nhà. Rất là cái tỷ lệ nó là 1/20, không là không lẽ là mình trúng cái người là thứ 1/20 thiệt à? Không lẽ là bắt phải đủ 20 con mới được. Rồi qua ngày hai thì mình sẽ tiếp tục sang tiếp cái nhà để có Sunny nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ của Masadao cả nhà. Đây xong rồi, xong cái app chính rồi, bây giờ mình sẽ nhặt 24 cái quả bóng này với lại mở bụi đâu rồi để face luôn. Bụp, vào không? Ok, vào rồi cả nhà. Rồi xong nha, bây giờ nhận cái Pokemon cuối. Bụp, anh câu đây. Y không Sunny. Marastus không Sunny cả nhà. Rồi ném nào. Raspberry.
Ok. Như một ngày này Pokemon Sport đã cả nha. Full red luôn. Từ 5 giờ sáng là có rồi. Wow, đánh sướng luôn cả nhà. Đầu tiên là mình đã đi đám cưới cho nên là không có thời gian nhiều, sáng mới được có mười mấy con thôi cả nhà. 940 không shiny cùi cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ này này, mà Shadow. Đây. Shadowy Kyber. Bắt 10 Pokemon, sau đó tiến hóa 5 bạn Pokemon, sau đó đạt thêm được là 8.000 status. Wow. Thì bây giờ mình sẽ hiện tại đang ngồi nhà, có mặt một Pokemon thôi, đó là Meru cả nhà. Ok, bắt được hai con này. Sau đó thì mình để một cách nhanh nhất nên mình sẽ mở cái Mystery Box cả nhà để mình sang Metin là nhanh nhất vừa kiếm status. Ok. Phải hàng BBB không? Chút nữa là kiểm tra cái nha. Rồi, bây giờ mình sẽ phải tiến hóa 5 con, 5 con Pokemon trước cái nha. 5 Pokemon Evolve. Thôi để mình làm xong. Sau đó cái mình cho các bạn xem kết quả thôi nha. Ok. One hour later. Đây, xong rồi cả nhà. Mình có một cái được trước mình đánh BBB cho nên là có một glitch đây. Các cái bụi sao còn dư, nếu mà mình nhận hết cái này thì mình đã đủ được luôn 8.000 mấy cái Stardust để chúng ta làm xong cái nhiệm vụ kia. Rồi mình sẽ nhận hết nha. Không có cắn sao rồi các bạn, nhận hết luôn đi. Ok. Lại cắn sao rồi nên nhận hết cái nha. Đáng lẽ mình để dồn lại đánh những trận sau nữa, sau đó cái là mình ok là rồi bây giờ mình sẽ nhận này. Special. Đầu tiên là hai cái nhận được hai cái Stabi đúng không? một hai cái dưới bạc. Rồi Pokemon gì đây? Ui, câu trả lời cả nhà, không shiny, bạn này 3 shiny rồi. Ném. Rồi vào nhanh nào. Ui, nhảy ra luôn. Rồi ném này. Thành niệm. Ok, excellent. Rồi xong. Ok rồi, nhận một cái môn cuối, sau đó là bước thứ 5 thì mình sẽ nhận được Masadow nữa nha. Ok, start anchor. Ui, Vulabi. Nếu mà nhận Vulabi trong này thì không được ok, không được hàng BBB. Đang tìm bạn này các bạn, mình chưa có hàng này BBB. Ok, tiếp theo đó là bước thứ 5 cái nhà. Power up fighting 10 lần. Pokemon fighting cái nhà 10 lần. Buff Pokemon hệ God 10 lần. Đạt kinh nghiệm là 8.000 thì mình sẽ bắt thêm 8 excellent của Memetal là xong. Rồi, nâng 10 con fighting. Ok. Nâng 10 fighting cái nhà. Fighting. Ok. Đây lấy cái con thấp nhất các bạn nên nâng cho đỡ tốn đứt. Hai bạn này 300 này, bạn này 400 rồi, nâng cái bạn lucky 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Bùm, xong. Đến cái bạn god đúng không? God cả nhà, god. God. Ok, god. Wow, GL 24 GL. Ok, nâng bạn này. 400 luôn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Bùm. Thôi xong. Bây giờ mình sẽ bắt tiếp các Pokemon còn lại để đủ status cái nhà. Bạn này là Sentret cái nhà. Rồi xong. Không được để excellent. Ok, airborne. Hay lấy cái này. Dùng phát kết là bắt đầu ném nó hay bị nhảy luôn. Quay gì đánh luôn. Khổ quá, nhanh lên tôi làm cái video nữa. Ok, Memedo 42. Không lại excellent cái nha. Rồi mình sẽ tour qua cái đoạn này để mình tiếp tục, sau đó chúng ta sẽ nhận Masado. Let's go. Rồi xong rồi cái nha. Bây giờ mình sẽ nhận trứng nè. Đầu tiên là hai cái trứng, nhận hai nghiệm. Wow. Kẹo ba candy với lại một cái bụi Robert đầy không xin đi. Ok.
trên Reddit là họ có nói là cái bạn này nó có spoil ở ngồi tự nhiên mà cái phiên bản hoàng hôn cái nhà đó, nếu hay chúng ta sẽ bắt được phiên bản hoàng hôn. Ui, chính nó luôn. Mình nhiệm vụ này nó cho luôn bạn 98 luôn các bạn, một chấm nữa thôi là endo rồi, trời ơi. Ừ, tiếc ghê. Đây phiên bản đã hoàng hôn rồi cả nhà, quá đẹp nha. Wow, như vậy mình cần thêm ít kẹo nó sẽ tiến hóa được hấp dẫn. hợp lý nhà. Rồi bây giờ mình sẽ nhận Masado cả nhà, vô boom. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có cái học ảnh nữa. Ý, học ảnh của thanh niên trùm cuối ngày 1 của GoFest cái nhà, quá đẹp. Bãi biển này, rồi chắc mình có một bạn một cái môn nào của ông bò ra luôn các bạn. Hệ rồng hệ rồng cái dưa hệ rồng lọ cái đầu ra ngay chỗ cái bóng luôn. Ok, ném nào. Có nhảy ra không? Đi xem. Đù, nhảy ra luôn cái nhà. Thầy ném right luôn mới ghê chứ. Không có vòng gì hết, ném right. Ừ. Tăng auto gray nè, auto gray. Rồi vào nào. Ok, chắc bạn nào cũng phải là lần thứ 3 mới vào ha. 1200. Bùm. Giờ mở khóa luôn cả nhà. Đây, Mades Masado 1577 cả nhà. Thì cũng được. Ok nha. Như vậy là bạn này được 89 các bạn. Ok. Rồi, siêu tâm. Thanh niên rất là mạnh nhưng mà không biết sau này như thế nào các bạn. Rồi, xong cái một nhiệm vụ có được Masado cả nhà. Đây, những cái phần thưởng còn lại chúng ta sẽ có một cái pose Alola greeting, 25 cái stick, 25 cái sticker của Masado cả nhà, với lại 25 kẹo của Masado. Rồi, nhận luôn. Đây có bao rồi. Nam nữ luôn cả nhà. Ok, hết nhiệm vụ ngày 1. Rồi bây giờ mình sẽ tổng kết ngày 1 cả nhà xem về không. Đây cả nhà, từ dưới lên trên này. Bắt đầu từ bạn này, yes, 19 Necroma cả nhà, không được Sunny gì cả, chỉ được một số bạn nền thôi các bạn. Ví dụ như đây, 87 cả nhà, nền 87 này. Rồi đây, nền 87 luôn. Hai bạn nền cả nhà. Nhiều nền, rất là nhiều nền nhưng mà mình không nhớ nữa. 89 này được một bạn 96, ngày hôm nay là cao nhất các bạn, AV cao nhất. Các bạn you know thôi. Đây Sunny cả nhà, mình có đưa spare này. Consoler. Rồi, ở đây, đặc biệt là đây, Pikachu. Wow, Pikachu đội mũ xinh. Yeah, Synchro đúng không? Rất là đẹp. Đó, cứ Pikachu mà sẽ đi là có giá trị đó các bạn. Espeon, Coley. Có cái khăn tròn. Các bạn này là từ thính ra cái nhà này mà mua vé là từ thính sẽ ra. Tiếp tục thêm một Consoler. Vậy hai sẽ đi Consoler luôn. Wow. Rồi, cái gì đây, Pikachu đội mũ vương miệng mặt trăng. Rồi các you know cái nhà, Umbreon đặt cái chim, Umbreon có khăn tròn cổ cái nhà. Rồi, Necro 93 cái nhà. Đây, background tiếp tục. Background bao nhiêu đây? 7, 6, 5, 6, 4, 6, 8, 7 cái nhà, tiếp tục 8, 7. Bạn này là bao nhiêu? 89, wow. Rồi. Như vậy thì mình chỉ được chừng đó thôi cả nhà. Một rock rớt của hòn hôn. Rồi bây giờ chúng ta, bây giờ mình sẽ off và hẹn cả nhà ở cái ngày 2 nha. Ngày 2 xong. Nhờ qua ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu có một nhiệm vụ nhận được, đó là Pokemon Cosmo cả nhà, cũng như là hai ném ai một vé nha. Cosmo, rồi ba bạn Pokemon đó là Solgaleo, rồi dơi Lunala với lại Necro nữa nha cả nhà. Rồi trong cái buổi nhiệm vụ sẽ có vào ngày mai, cũng như là ngày mai chúng ta sẽ có hai cái dạng chính ở trên Raid, sau đó mình sẽ đi đánh nha. Sang tiếp. Ok,
Ok, vô cái nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại ngày thứ hai của GoFest cả nhà. Thì mình dậy từ hồi 6 giờ rưỡi sáng luôn, và đến bây giờ là 3 giờ cả nhà. Mình đi đánh từ hồi 6 rưỡi giờ luôn tới bây giờ luôn các bạn. Và kết quả nhận được đó là mình đã có Shiny của Necroma cả nhà. Ok, chúng ta cùng sau mình cùng sau cho cả nhà xem. Không những là một Shiny mà mình có tới tận 4 Shiny luôn cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Nhà xem. Ok, Necroma đây mình đánh 60, cũng phải là 60 red rồi. 60 red rồi cả nhà. Rồi chúng ta sẽ bấm shiny cả nhà. Đâu rồi, shiny. Đây. Sorry cả nhà, 5 shiny lận. Oh my god. Cực kỳ nhiều các bạn. Hôm qua là không được một shiny đâu luôn mà bây giờ là được tới 5 shiny, nó bù rồi luôn cả nhà. Để xem. 60 red. Cho là 60 red cả nhà, 60 red cả nhà. Được 5 Shiny. Tỷ lệ cũng ok ha. Rồi và đặc điều đặc biệt ở nhà thì mình được một Shiny 98 luôn. Rất tiếc là nó không có nền thôi. Đây Shiny 98 thuộc phòng thủ một xíu các bạn. Ok nha. Coi như là hình đô rồi đó cả nhà. Shiny 98 rồi, đây là một bạn mình sẽ nâng cấp luôn cả nhà. 2099 quá đẹp. Ok. Đây cái đá này, Luna Fusion Energy là 3000 và Solar Fusion Energy là 1700. Như vậy thì mình sẽ nâng được cái Lunala này được 3 con các bạn, và Solar Fusion được 1 con. Còn chút nữa mình sẽ làm nhiệm vụ của trong cái vé cái nhà thì mình sẽ được thêm 1000 đá nữa. Như vậy mình sẽ tổng Fusion được tổng là 5 con đó các bạn, 5 con. Nhưng mà cái phôi thì không có đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp này các nhà. Hiện từ là 3 giờ còn 3 tiếng nữa thì vẫn còn diễn ra sự kiện. Đây mình xong cái phần 2 của cái nhiệm vụ để có được cái phôi Cosmo cả nhà. Nó bắt đi đây, bắt Crab. Mình chọn tìm Crab Roller này. Hiện tại là mình nó đang mưa nữa. Ok, vào nào. Mưa cả nhà, mưa mà để bắt bãi con này. Đi tìm bãi con này xung quanh nhà. Đó. Hoàng từ hôm qua tới giờ. Ok. Rồi vào nào. 2 3 ok. Gotcha. Rồi mình đã có một phôi Lunala cả nhà. Lunala. Đây mình có một phôi rồi. Thì bây giờ mình sẽ tìm thêm một Cosmo nữa để mình tiến hóa trước. Mình lấy cái phôi của Azula Galio vào ban ngày cả nhà, sau đó mình tiến hóa luôn hai con, đó là con Hundo được cái video trước và một con Shiny 98. Ok, trước mắt là mình sẽ tiến hóa hai con này. Nhưng mà cái nhiệm vụ này hiện tại là chưa xong đâu. Còn một nhiệm vụ nữa cả nhà. Stand go đấy. Cho luôn rồi cả nhà. Cho Cosmo luôn rồi. Ok, như vậy thì không cần tới cái nhiệm vụ cuối luôn. Quá đã các bạn. Rồi, bắt luôn. Tuyệt vời. Rồi đủ phôi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hóa hai thanh niên này lấy. Hai thanh niên Dustman và Darwin cả nhà. Và sao luôn. Đây tiến hóa con Cosmo em 400 đá các bạn, tha hồ tiến hóa luôn. Lên. Ok. Hay là mình tiến hóa hai Shiny trước các bạn. Hai Shiny nó sẽ đẹp hơn. Thôi tiến hóa Hundo đi, Hundo với lại một Shiny 98 thì các bạn là hợp lý nhất. Rồi sư tử này, trăm đá nữa lên. Sư Galio. Ok, hãy xuống nếu mà chúng ta làm nhiệm vụ ở trong vé nó sẽ có nền nữa các bạn. Không biết là tiến hóa cái ngày này sẽ có nền không. Bum, quá đẹp. Ok, không nền cả nhà, không nền. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi dung hợp nha. Để mình xem Shiny của Necroma cả nhà. Necroma. Đây. Ok, hồi nãy mình chưa cho cả nhà xem Shiny. Đây, một bạn Shiny nền các bạn. Shiny nền 2077. Rất là đẹp. Rồi IV89. Một bạn này 206 không phải này 2062 không nền các bạn. Đây
một bạn nữa, đó là 2089 AV93 Shiny không nền các bạn. Rồi bạn này là 89 không nền. À, như vậy là mình đã có mình có hai bạn xanh này lần mà. À, đâu rồi? Đây một nền này. Hai này đây. 2077. 2077 một nền và 2062 là hai này. Như vậy mình có hai bạn nền với lại một bạn không nền AV98. Ok, tuyệt vời nha. Như vậy thì bạn này nếu mình lấy tiến hóa mình sẽ lấy cái bạn 89 này các bạn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hóa fusion đầu tiên là Shiny. Shiny thì mình sẽ cho hệ dơi các bạn Darwin trước nha. Fusion. Chọn Lunala. Yes. Yes, lấy luôn. Tuyệt vời, quá đẹp. Darwin. Yeah. Sau khi mình tiến hóa hai dạng lên các bạn, nó sẽ cho chúng ta hai cái skill. Đó là cái moon gay beam thì nó có hiệu ứng các bạn khi mà sử dụng, nó giống như thính luôn ở trên các cái bài đăng rồi các bạn. Chúng ta sẽ thả ra 10 phút tốn 3.000 đớt với lại 3 kẹo. Nó sẽ spawn ra một số Pokemon cố định nha. 2337 cái nè. Đây IV đầu tiên. Shiny đầu tiên. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ tiến hóa Necromahando cả nhà. Đó là dành cho sư tử của mình. and 4 sao. Yo. Đủ 26 máy luôn. Fusion Solar Sugaleo. Bum. Lên. Rồi. Như vậy là xong, xong hai bạn ngon nhất của mình luôn rồi. Hendo ngon nhất của mình rồi các bạn. Nếu mà có này nó tuyệt vời hơn cả nhà. Không sao, chúng ta có Shiny này rồi. Quá đẹp. Oh yeah. Hai bạn rồi. Như vậy thì mình sẽ còn một như bộ nhiệm vụ nữa cả nhà, một bộ nhiệm vụ. Nó bắt mình là phải chọn một trong hai con. Một là nếu mình làm nhiệm vụ mình lấy đâu rồi, một là nhiệm vụ mình lấy Sokalio, hai là nhiệm vụ là mình lấy Lunala cả nhà, và con cuối nó sẽ cho nó là Necroma. Con đầu tiên nó sẽ cho Necroma, bắt buộc mình sẽ chọn hai phe các bạn, một trong hai phe. Nếu mình chọn để xem hiện tại là đá năng lượng của bên Darwin thì dư rồi các bạn, thì bây giờ mình chắc chắn mình sẽ chọn Sokalio và mình sẽ tiến hóa Sokalio lên Shiny các bạn. Shiny đúng rồi, tại vì là bên kia bạn Darwin là có Shiny rồi thì chắc chắn là mình sẽ tiến hóa Sokalio lên dạng Dubman cả nhà. Shiny tổng cộng là ba con các bạn, ba con thôi. Để mà tìm được con thứ tư thì mình phải lấy ác phụ, mình làm nhiệm vụ xong mình chạy cái Cosmo qua đó, sau đó lấy tiếp tục cái con Shiny này thứ tư đó, tiến hóa tiếp cả nhà. Như vậy sẽ tổng là bốn con đó, cái mục tiêu đặt ra là như vậy nha. Rồi về Shiny cả nhà, về Shiny Shiny thì mình chỉ chấm được vài con thôi, thì chỉ tập trung vào Necroma cả nhà. Đây Costoni cả nhà này, Vulabi này, Vulabi Robin cả nhà này. Đây đặc biệt là được một Tritini hồng vậy. Evo Tritini hồng tiến hóa luôn không ta? Mình có một con rồi các bạn, một con rồi, nhưng mà hình như là cũng CP thấp. Tiến hóa luôn thành rồng màu xanh. Ok, tiến hóa luôn các bạn, chắc không cần chờ đâu, không cần chờ có skill đặc biệt đâu các bạn. Đúng rồi, trong cái list này, nếu trong cái ngày này luôn, nếu mình tiến hóa theo cái giờ này thì chúng ta sẽ tiến hóa được một số bạn có skill đặc biệt các bạn, như là tiến hóa Charizard ở nhà để học được Blackburn này, một số con BVB nó có thông báo trên list đất cả nhà mà mình quên mất, mình quên nhắc cả nhà. Từ 2937 rồi, bây giờ mình sẽ rồng xanh, rồng trắng mắt xanh.
xanh lá cây. Rồi màu hồng mà tiến hóa lên thành màu xanh lá cây. Đó. Rồng đang bị bệnh, rồng mùa non. Rồi tiếp theo là Inkay, cái nhà Inkay Shiny. Mà này mình chúng ta tiến hóa là chúng ta phải lật ngược nha. Lật ngược cái điện thoại lại các bạn, lật ngược lại thì mới tiến hóa được. À đâu ok, tiến hóa luôn cả nhà. Đã hiện đang có đây, ở trên bây giờ lật ngược lại này. Yes. Đó, lật ngược lại. Rồi, đảo ngược lại. Lật ngược cái điện thoại lại là nó tiến hóa được Inkay một con mực. Wow, thành Malama cả nhà. Thì dầu bùm. Cái màu xanh lá cây với màu vàng các bạn. Rồi những bạn này thì cái phần đầu ngày đầu mình đã nói rồi cả nhà. Ok, như vậy là một cái go fake của mình rất là thành công luôn cả nhà. Tổng cộng là có rất là nhiều, cũng rất là nhiều shiny cả nhà. Có thêm đặc biệt là Necroma IV 98 shiny, hai shiny nền với lại hai shiny thường nữa, và một hình đô Necroma. Ok, chắc là phải nghỉ sớm thôi các bạn. Không, chúng ta sẽ đánh thêm một ít Necro nữa để làm xong cái nhiệm vụ mà bên mình tìm thêm phôi, sau đó tiến hóa luôn cả nhà. Ok, như vậy là video về Go Fake của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì không biết là cả nhà như thế nào, có gì bình luận bên dưới luôn nha, chia sẻ cho vui. Rồi, một Go Fake rất là thành công. Ok, như vậy là đủ rồi các bạn, biết đủ được rồi các bạn. Rồi, bye cả nhà, hẹn cả nhà các video lần sau. Good luck cả nhà và chơi game thật là vui. Ok, yes.